Thì tiến sĩ Khanh sẽ giúp cho chúng ta có thể làm rõ được vấn đề này dưới góc độ tâm linh và cả khoa học nữa. Và xin cảm ơn tiến sĩ Khanh đã tới với chương trình Chào buổi tối của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Trước tiên xin mời tiến sĩ Khanh cùng với quý vị khán giả hãy cùng đến với câu chuyện đang gây xôn xao dư luận ở tại Thừa Thiên Huế này. Đây là số đinh mà ông Trần Bá Ngọc ở thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc thu được trong ngày đi tảo mộ. Hàng chục chiếc có chiều dài khoảng 10 cm được rút lên từ phần đầu ngôi mộ của gia đình ông và một số mộ xung quanh. Phát hiện đóng đinh trên mộ thì chúng tôi là đi kiểm tra mộ mả của gia đình. Là đã phát hiện ngôi mộ là có từ 1 đến 12 cái và tất cả xung quanh đó những mộ xung quanh trong khu nghĩa trang đều có như vậy. Không chỉ riêng các phần mộ của gia đình ông Ngọc mà hàng nghìn ngôi mộ khác của các hộ dân trên địa bàn xã Lộc Thủy cũng xảy ra trường hợp tương tự. Các đinh đóng xuống mộ cùng loại và có cùng kích cỡ, điều này đã gây bức xúc và hoang mang trong cộng đồng dân cư trên địa bàn những ngày qua. 13 cái mà rửa là một tà mùa mê nôi, mùa da, em tôi rửa là 13 cái cả hết, mà đinh dài như đây. Chú tôi để trong nhà con nguyên rồi tôi nói tôi đem về ngay thì tôi đem về xa. Thực ra là đào toàn là mù trên hầu đầu hết, con bật nhang là để đục nhang là coi như nó đem bước hết. Thì nói chung là nhờ chính quyền về pháp luật can thiệp. Hiện người dân đã gửi đơn trình báo đến chính quyền xã Lộc Thủy đề nghị xem xét xử lý. Theo nhận định ban đầu, đây khó có thể là vụ việc liên quan đến tư thủ cá nhân khi số lượng mộ bị đóng đinh rất lớn. Và khi chưa xác định được nguyên nhân cũng như chưa tìm ra thủ phạm thì người dân còn hoang mang khi mồ mả ông bà, cha mẹ bỗng dưng bị xâm phạm như vậy. Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thế Khanh, là hình ảnh mà những chiếc đinh rất dài được cắm xuống phần đầu của các ngôi mộ trong phóng sự vừa rồi thì khiến tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Không hiểu là tiến sĩ Khanh có cảm giác giống như tôi sau khi xem xong đoạn băng vừa rồi hay không? Và theo ông thì có những khả năng nào mà kẻ xấu lại có hành động như vậy? Ta nhìn vào cái đoạn băng vừa rồi á, thì tất cả những người ở Việt Nam chúng ta là đều thấy bức xúc. Và nhất là những người mà thường là yêu thương rồi là hiếu thảo với ông bà tổ tiên thì khiến cho họ có khi là trở thành căm giận đối với cái hành vi mà vô nhân tính này. Cho nên là theo tôi nghĩ thì cần phải làm rõ và bắt được cái thủ phạm. Thì cái thủ phạm này thì có rất nhiều những cái hướng mà chúng ta có thể đi vào để mà nghiên cứu. Ví dụ như là có người cho rằng đây là cái người thần kinh tâm thần. Nhưng mà cái người thần kinh tâm thần thì cũng có thể họ làm. Nhưng mà cái sự suy nghĩ để đạo diễn ra cái này có khi phải do một lực lượng khác. Chứ họ cũng không đủ cái trí tuệ để làm cái điều này. Điều thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng cũng có thể một cái hướng là do một số các thầy bói. Thường thầy bói là tạo ra các cái hiện trường cho những cái bức xúc này, rồi là mọi người đến xem thì thầy bói rất là trúng, rất là mầu nhiệm. Tự nhiên mọi người ra thấy mộ bao nhiêu cái đinh, tự nhiên mọi người thấy thầy bói rất là đúng. Và từ cái đúng đấy thì rất dễ bị thầy bói đưa vào cái mê trận khác. Và một cái nguyên thứ ba cũng có thể là cái thầy cúng nữa. Bởi vì khi con người ta ở Việt Nam ta cũng có cái việc là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nếu như mồ mả nhà mình có bị vấn đề gì thôi cứ cúng cho xong. Và đương nhiên khi cúng thì phải đạo diễn của các ông thầy. Nào là mua vàng, mã, rồi là mua các cái đồ này, đồ khác, rồi mời các ông thầy đến cúng. Như vậy là kiếm công ăn việc làm cho thầy bói và thầy cúng. Một nguyên nhân thứ tư nữa cũng có thể gây ra những chuyện xâm phạm mồ mả, đó là những ngoại cảm dởm. Thường những ngoại cảm chân chính thì người ta không làm thế. Nhưng ngoại cảm dởm thì hãy tạo ra cái hiện tượng giả. Thậm chí họ có thể xâm phạm, họ còn lấy cả những cái vật chứng hoặc là xương cốt ở trong ngôi mộ đó. Rồi họ đi chôn ở chỗ nào đấy. Và khi chôn rồi thì các gia đình tìm mồ mả họ lại chỉ đến cái điểm mà họ đã bài trí sẵn, gọi là hiện trường giả. Trường hợp thứ năm nữa cũng có thể thường là xảy ra là có thể những cái cơ quan hoặc là những anh người mà có cái dự án giải phóng các mặt bằng thường tạo ra những cái sự cố như vậy để mà làm trốn tránh cái việc mà đền bù và về việc di chuyển mồ mả. Vâng. Trường hợp thứ 6 thì tôi cho rằng là cái này ít xảy ra nếu như trường hợp hàng loạt. Bởi vì có thể tư thủ cá nhân, hai anh này tranh quyền chức hoặc là trả thù lẫn nhau thì thường là tìm mồ mả của nhau. Nhưng mà làm đến hàng loạt như vậy thì cái tư thủ cá nhân sẽ ít đi. Nhưng cái thứ 7 thì tôi cũng đang tính là tôi cũng sự suy nghĩ.
đây cũng có thể với một cái diện tích, với một cái số lượng lớn như vậy thì đằng sau này có một cái gì đó mà có cái kẻ mà hướng về chính trị, là tạo ra một cái bức xúc, tạo ra một cái bất an trong tình hình chính trị xã hội, cho nên đây cũng cần phải điều tra. Bởi vì cái này là cái mà tự nhiên trong một thời gian cả đất nước chúng ta xôn xao về việc này. Rõ ràng là từ tình cảm đến tâm lý rồi tất cả các thứ nó lại vào cuộc. Như vậy là tạo ra sự bất an trong xã hội. Vâng, những giả thuyết rất là logic, rất là hợp lý. Xin được hỏi tiến sĩ Khanh là việc đóng đinh lên các ngôi mộ đó thì ảnh hưởng như thế nào tới các ngôi mộ từ góc độ tâm linh? Trên góc độ tâm linh ý, thì thường là người ta nghĩ rằng đóng đinh trấn yểm thì... Nếu như mà nghiên cứu nhiều thì những cái ngôi mộ mà có thần thức, những cái linh hồn mà người ta chưa được an lành, chưa siêu thoát thì họ thường sân hận vì bị xúc phạm. Và những cái con cháu vì bị xúc phạm mồ mả thì cũng gây ra một cái hoang mang lo sợ. Cho nên là cái này nó cũng có phần nào đó ảnh hưởng về những yếu tố tâm linh. Và khi đóng đinh lên như vậy thì rõ ràng là họ mới chuyển đến một cái thông điệp xấu cho những cái con em và những cái gia đình đó. Làm cho hoang mang, mà đã hoang mang rồi tự nhiên là mất cái tinh thần làm ăn và vui vẻ, hoặc là có cái cống hiến trong sự nghiệp, tự nhiên mình cũng tạo thành cái họa quả xấu. Và như vậy là hành động xấu này có thể ảnh hưởng một cách tiêu cực tới cả những người đã chết lẫn những người vẫn còn đang sống. Vậy thì theo như tiến sĩ Khanh thì đối với những gia đình ở Thừa Thiên Huế mà có mồ mả bị xâm phạm như vậy thì nên làm gì để có thể yên tâm được về cả về mặt tâm linh cũng như là cả những người sống thì cũng có thể thanh thản hơn? Vừa rồi thì tôi cũng có nhận được một số điện thoại của một số bạn bè ở trong đó gọi điện cho tôi nên xử lý thế nào. Thì trước hết thì tôi nghĩ rằng phải có 3 cách. Cách đầu tiên là phải báo ngay cho các lực lượng an ninh, công an và vào cuộc, phải tìm cho bằng được những cái kẻ mà gây ra những cái vụ như vậy. Thứ hai là các gia đình chúng ta cũng phải nêu cao cảnh giác và thậm chí bố trí với nhau hoặc là cùng nhau để rình bắt những kẻ đó, thậm chí thưởng cho những ai bắt được những kẻ đó. Thứ ba nữa là đối với những ngôi mộ đã bị đóng đinh rồi thì bà con thật là phải bình tĩnh, không nên hoang mang lo sợ. Chúng ta không nên nhờ ông thầy này thầy khác cúng, rồi có khi chúng ta nhờ cúng họ bày vẽ ra lại ta rơi vào cái bẫy của họ. Mà chúng ta có thể tự hóa giải cái việc này bằng cách mỗi gia đình chúng ta có thể tự làm một số vấn đề như sau. Ví dụ như chúng ta có thể nấu nước ngũ vị rồi chúng ta ra tưới quanh mộ. Về mặt về hình thể, còn về mặt tâm linh chúng ta có thể về nhà lập cái ban thờ và chúng ta có thể tụng kinh sám hối, và đặc biệt là chúng ta tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh, vì Bát Nhã Tâm Kinh có thể hóa giải tất cả những trò này. Vì trong Bát Nhã Tâm Kinh quả nhà Phật đã ghi là Bát Nhã Tâm Kinh là đại thần chú, đại minh chú, nó vô thượng chú, nó vô đẳng đẳng chú, có thể trừ được tất cả các loại khổ ách và tai nạn. Vậy thì ta dùng Bát Nhã Tâm Kinh, ta đè bẹp tất cả những trò này của họ thì chúng ta không làm sao. Và với một cái tâm vô quái ngại, tức là không sợ, thì nó không làm gì được mình. Nếu như chúng ta cẩn thận hơn, ta có thể đến chùa nhờ các vị tăng trợ giúp, nhưng với điều kiện là phải tìm các chùa có các vị tăng tu hành chánh đạo. Nếu như tăng tu hành chánh đạo thì cái đạo lực của các ngài có thể trợ duyên cho gia đình chúng ta và cho tâm linh. Nhưng cảnh giác, nếu như đưa vào cái chùa mà có phàm tăng hoặc là tăng tu hành mà không giữ giới luật thì có khi lại tai hại thêm. Vâng, rất là cảm ơn những cái phân tích rất là thấu đáo cũng như là những cái tư vấn tôi nghĩ rằng là rất là hợp tình hợp lý của tiến sĩ Vũ Thế Khanh với các gia đình. Chúng ta đều biết rằng là việc xâm phạm mồ mả của người khác hay là thi thể mồ mả thì đều là vi phạm quy định của pháp luật, và chắc chắn khi mà tìm ra thủ phạm này sẽ bị pháp luật xử lý. Nhưng mà tôi muốn tìm hiểu thêm một chút nữa, bởi vì là quan niệm dân gian mà thì cũng có những cái lời đồn thế này lời đồn thế kia về cái việc trấn yểm mộ. Vậy thì khi nào người ta sẽ làm cái việc này và khi nào thì không ạ? Về cái việc trấn yểm mộ ấy thì đã có từ hàng nghìn năm đấy, là có nhiều mục đích khác nhau. Và thực ra cái môn trấn yểm mộ vẫn là môn tà đạo và nó không phải là cái môn mà chánh đạo. Nhưng mà người ta trấn yểm mộ là do như thế này, là chủ động và bị động. Trường hợp chủ động là từ các gia đình tự trấn yểm bằng cách là khi có một người chết là người ta thường là mời các ông thầy xem giờ giấc mồ mả. Xem là ra làm sao thì có thể nếu như vào cái giờ chết ấy, vào cái giờ là ví dụ như có giờ lành là có sao thiên di, hoặc là có sao nhập mộ, hoặc là ra có thanh long hoàng đạo thì là giờ lành. Nhưng chẳng may ông thầy lại tra vào cái giờ là có trùng tang
hoặc là không vong, hoặc là cô thần quả tú thì gia đình rất là hoang mang và lúc ý dưới sự đạo diễn của ông thầy thì gia đình thường là đi chấn yểm, thậm chí chấn yểm những quân bài hoặc bỏ các cái khí cụ vào trong quan tài hoặc là dán bùa ở nhà, thậm chí có những người còn đang chấn yểm chôn cả cóc hoặc là đầu chó đen vào cái ngôi mộ và rất nhiều cái hình thức khác. Thì đây là cái hình thức mà nó không chính thống mà nó chỉ là do những cái suy nghĩ tà đạo, nhưng nhân dân ta thì xưa nay vẫn bị cái đe dọa như vậy cho nên là người ta vẫn làm. Do vậy mà để hóa giải cái này thì chúng ta cũng không cần đi theo cái hướng đó, mà thường là những người đi theo nhà Phật người ta hoàn toàn có thể dùng thanh tịnh vô ngại để trị được cái điều đó. Ví dụ như chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh như vừa rồi nói, và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì không được sát sinh, không được cúng đồ giả, ví dụ như là đồ mã, tiền mã, đồ giả, hoặc là làm những điều mà phi pháp, mà hoàn toàn chúng ta làm những điều thiện, điều lành và hồi hướng cái công đức đấy cho người âm thì có thể hóa giải toàn bộ được những cái mà dân dân vẫn lo sợ là trùng tàng. Còn cũng có những trường hợp khác, chấn yểm là do ông thầy phán rằng là cái phong thủy thế này thế khác, cho nên là phải chấn yểm để đổi phong thủy từ cái long mạch này sang long mạch khác. Nhưng cái đấy cũng có hai mặt. Nếu như chúng ta mà không có nhiều người là thấy cái long mạch tốt, cho nên là con cháu ăn chơi rồi là đàn điếm hoặc làm những điều phi pháp thì long mạch sẽ chuyển thể. Cho nên là long mạch tốt hay xấu cũng phải trên cơ sở là luật nhân quả. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Thế Khanh. Và thưa quý vị, trong văn hóa phương Đông thì mọi người rất coi trọng mồ mả, coi đây là yếu tố tâm linh quan trọng trong cuộc sống. Thậm chí là cả đời người có ba điều lo lớn là lo cho người sống, lo tang cho người chết và lo tế lễ cho tổ tiên. Với quan niệm nếu làm được tốt cả ba điều này thì cuộc sống sẽ thanh thản và được ông bà tổ tiên phù hộ cho mọi điều. Vì vậy nên mọi hành vi xâm phạm mồ mả hài cốt là điều đáng bị lên án và pháp luật cũng sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm.